Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Trần Thị Thị Dung, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là chuyên về nuôi tôm. Hiện tại tôi đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS. Tôi đang phụ trách khu vực Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh. Hôm nay tôi quay video này, tôi xin chia sẻ đến các bạn cách để có thể là cắt tảo lục, tảo lam, tảo khuê trong cái ao nuôi tôm của chúng ta. Thì hiện nay cái tình trạng mà tảo phát triển nhiều nó rất là ảnh hưởng đến cái đường ruột của tôm, làm tôm của chúng ta suy yếu, có thể bỏ ăn, và những cái trường hợp xấu hơn nữa thì có thể làm cho cái năng suất vụ nuôi của chúng ta giảm đi đáng kể. Cái nguyên nhân dẫn đến là trong ao của chúng ta có tảo, đó là thứ nhất, đó là do cái nguồn nước bên ngoài khi mà chúng ta cấp vào, nó đã có tảo sẵn ở ngoài cái nguồn nước. Khi vào bên trong thì gặp được cái môi trường điều kiện thuận lợi thì tảo nó sẽ phát triển. Cái thứ hai là do trong ao của chúng ta cái hàm lượng dinh dưỡng quá cao, lượng thức ăn dư thừa và lượng phân thải ra của tôm nó cũng tạo cái môi trường, tạo cái điều kiện thuận lợi để giúp cho tảo nó phát triển. Khi mà tảo lục hay là tảo lam phát triển nhiều thì nó sẽ làm cho cái màu nước trong ao nuôi của chúng ta trở nên màu xanh. Hay là cái khi mà tảo khuê cũng là một loại tảo có lợi, nhưng mà khi cái mật độ tảo khuê quá dày thì nó cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến cái bầy tôm của chúng ta, làm ảnh hưởng đến cái đường ruột tôm. Vì vậy, khi mà chúng ta thấy là trong ao của chúng ta tảo lên quá dày thì ngay lập tức chúng ta cần phải tiến hành sử dụng những cái biện pháp để có thể là cắt giảm tảo. Thí dụ giống như là hiện tại bây giờ người dân đang sử dụng những cái phương pháp giống như là sử dụng BKC, đồng sulfat hay là oxy già hay là clo thì có thể cắt tảo. Nhưng những cái biện pháp này nó sẽ làm cho tảo chúng ta bị sụp, và khi đó là ảnh hưởng rất lớn đến cái đường ruột của tôm. Vì vậy, công ty OBS của chúng tôi đã đưa ra hai cái cách để có thể là cắt tảo, vừa có thể là cắt tảo, vừa có thể là đảm bảo an toàn cho tôm. Đó là thứ nhất, đó là chúng ta có thể cắt bằng vi sinh. Thì chúng ta có thể là sử dụng vi sinh Ebicin BBT hoặc là PST. Chúng ta sẽ sụt với lại là mật đường trong vòng 3 giờ, rồi sau đó chúng ta sẽ đánh vào lúc là 7 đến 8 giờ tối. Với liều là một gói trên 1.000 mét khối nước. Và một điều lưu ý khi chúng ta sử dụng các tảo bằng vi sinh, đó là chúng ta sẽ đánh vào cái lúc mà cái mật độ tảo nó đạt đỉnh điểm nhất, đó là cái nó già. Thì khi đó chúng ta đưa vi sinh vào thì vi sinh có thể cắt được hết tất cả các loại tảo. Còn khi mà chúng ta đánh cái vi cắt, cái sử dụng cái vi sinh trong cái giai đoạn mà tảo chúng ta vẫn còn non, vẫn chưa đạt được cái đỉnh điểm, thì chúng ta thì vi sinh đưa vào thì nó sẽ không được đạt được cái hiệu quả, tảo của chúng ta vẫn còn và chúng ta không thể nào cắt được tảo. Vì vậy, một điều lưu ý đó là khi chúng ta phải đưa vào lúc mà tảo chúng ta đã đạt được cái đỉnh điểm, hay người ta còn gọi là tảo già, thì khi vào đó thì vi sinh nó sẽ cắt được hết những cái loại tảo trong ao. Thứ hai đó là chúng ta sẽ sử dụng cái Drop 635, một sản phẩm của công ty OBS, với liều là 1 lít trên 1.000 mét khối nước vào lúc là 5 giờ sáng, 3 giờ chiều và là 6 giờ tối. Thì hoặc là chúng ta có thể là đánh một nhịp trực tiếp vào lúc là 11 giờ trưa. Sau khi sử dụng cái Drop 635 xong thì chúng ta sẽ sử dụng thêm lại cái thằng Detoxin để có thể là vớt hết những cái lợn cận hữu cơ hoặc là những cái xác tảo, tránh để cho tôm ăn phải những cái xác tảo đó, làm cho cái đường ruột tôm bị ảnh hưởng, làm cho cái xác tảo vào bên trong cái đường ruột tôm thì có những loại tảo nó không phân hủy, nó làm cho tắc nghẽn bên trong cái đường ruột tôm và ảnh hưởng xấu đến cái con tôm. Vì vậy, chúng ta ngay lập tức chúng ta sẽ sử dụng cái Detoxin để có thể là vớt hết những cái xác tảo đó, để cho cái môi trường ao nuôi của chúng ta được sạch sẽ và tôm phát triển tốt hơn. Qua ngày hôm sau thì chúng ta sẽ cấy lại vi sinh để có thể là gây màu nước trở lại, gây lại những cái màu giống như là màu tảo khuê với mật độ vừa phải. Đó là cái quy trình mà có thể cắt tảo lục, tảo lam và tảo khuê trong cái ao nuôi của chúng ta. Xin chào và kính chúc tất cả các bạn thành công. Xin hẹn gặp lại.